Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay tiếp tục đến nhà em Minh Giang để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số hoa mai tàn nhang quý vị. Chào em. Dạ chào anh Tấn, chào cô chú trên mọi miền đất nước. Hôm nay em có về một lô mai giảo Thủ Đức gần 30 cây, là bông mặt bông từ 5 tới 12 cánh. Xin lưu cô chú. Số điện thoại của em xin Zalo là 0355514530, cũng là số Zalo của em. Hình thức của bên em là bao sống bao ship. Rồi, toàn quốc cho quý vị luôn. Dạ. Bao sống bao ship toàn quốc luôn quý vị luôn. Rồi, mã số 1 là chiều cao này mình ước lượng khoảng tầm là 1m2 nhưng mà quý vị tán ngang thì khoảng 80 ha. Rồi, kế hoạch. Quần thân 16 anh. 16 anh. Rồi quý vị mình ngắm nghía tay cành em đó ha. Tần đều đứa đẹp luôn cô chú ơi. Tay cành quý vị ngắm nghía kỹ nha. Đó đặt kẹo ha. Quá đẹp. Rồi xuống đế cái ha. Đế đây. Đế đều khuôn mặt luôn cô chú. Đế cũng đều nè. Giao luôn như em. Rồi mã số 1 em giao luôn giá 500 anh. 500 quý vị. Dạ. Mà bao ship tới nhà luôn. Dạ. Rồi. Rồi cây. Em lên mã số 2. Đâu. Đẹp đâu. Đây. Rồi, đây ha. Rồi mã số 2. Rồi, chiều cao nó khoảng tầm 1m3, tán ngang em này khoảng 60. Còn cái hoành? Hoành thân 14 anh. 14. Rồi quý vị mình ngắm nghía kỹ ha. Thì lô mai này đặc biệt là tay cành nó rất là đều nha quý vị. Quý vị có chốt lô sẽ có giá sỉ cho quý vị luôn. Giá hiện tại bây giờ mình thấy cũng rất yêu thương rồi ha. Nếu mà sỉ còn yêu thương hơn nữa nha. Rồi giao luôn như đêm. Rồi mã số 2 em giao luôn vô 400 anh. 400 quý vị. Để quyết một việc tay cành đẹp ha. Rồi, rồi em lên mã số 3 luôn. Rồi mã số 3 thì em này cao chắc khoảng tầm là chắc 1m1, 1m2 vậy ha. Tán ngang thì tầm khoảng 60. Rồi hoành thân 16 anh. 16 hoành. Mấy em này thì cắt tỉa cái dáng thì như cây thông hết trơn á quý vị. Tay cành đều nè. Rồi đế luôn ha. Đây đó. Rồi giao luôn như đêm. Rồi mã số 3 em giao luôn 408 anh. 408. Rồi xuống cái. Lên mã số 4. Rồi mã số 4 luôn. Em này cao tầm khoảng là 1m4 quý vị ơi. Tán ngang em này chắc khoảng 1m ha. Em này tàn hơi rộng rộng nè. Thân 16 luôn anh. Rồi 16 anh. Rồi tay cành cũng đặt hết trơn ha. Rồi xuống đế luôn nha quý vị. Quý vị nghe đế ha. Đế cũng làm sơ sơ. Rồi giao luôn như đây. Rồi mã số 4 em giao luôn 508 anh. 508. Dạ. Bao sống bao ship luôn cô chú luôn. Vòng 2 tháng luôn. Xuống cây. Rồi em lên mã số 5. Trong vòng 2 tháng đều lấy đẹp luôn. Có trục trặc vấn đề về sự sống nên nói quý vị alo lại shop ha. Rồi em này cao tầm khoảng là 1m35, tán ngang khoảng 70. Bình thân 15 anh. À, mã số 5 nhưng quý vị 15 hoành. Lô này tay cành đẹp quá ha. Tàn đều đế đẹp luôn cô chú ơi. Đế nè. Rồi giao luôn nhiêu đêm. Rồi mã số 5 em giao luôn 400 anh. Rồi 400 à. Dạ. Bao ship tới nhà. Rồi. Rồi em lên một cây lùng lực. Mã số 6 luôn. Rồi mã số 6. Số 6 em này cao tầm khoảng là 1m4 nhưng quý vị. Tán ngang em này khoảng 80 ha. Rồi cái hoành luôn. Hoành 18 anh. 18 hoành. Rồi tay cành quý vị nghe ha. Lô này thì em nào tay cành cũng đẹp hết trơn nè. Rồi đế luôn. Đế tứ diện luôn ha. Rồi giao luôn như đem. Rồi mã số 6 em luôn giao 470 anh. 470. Dạ. Rồi. Rồi em lên mã số 7. Rồi mã số 7 mình lên cây luôn. Đây. Rồi mã số 7 em này cao tầm khoảng là 1m2, 1m3 gì quý vị tầm đó ha. Tán ngang tầm khoảng 70. Rồi hoành thân 17 luôn anh. Rồi 17 của anh. Đây đế đều khuôn mặt luôn rồi. Gì nghe tay cành trước đây ha. Tay cành thì đẹp. Đều ở trên ha. Đế ở dưới xòe đều luôn nè. Đế đẹp. Đều. Rồi giao luôn nha. Rồi mã số 7 em giao luôn 450 thôi con. 450 thôi. Dạ. Bao sống bao ship luôn cô chú ơi. Rồi. Rồi đúng lên mã số 8 luôn. Rồi số 8. Em chốt hết lô giá thương luôn cô chú ơi. Rồi. Số 8 thì em này cao khoảng chắc 1m6, tán ngang khoảng tầm 1m. Rồi hoành thân 16 luôn anh. Rồi, 16 anh. Cái gì nghe kỹ nha.
À, đó, tay cành nè, đế nè, đế tứ diện ha, cộng bự bự không ha, giao luôn nhiêu em? Rồi mã số 8 vô đó 470.000 anh. Rồi 470.000. Đó. Rồi xuống rồi, cái. Mình là mã số 9. Cái này tàn điều đấy đẹp nha cô chú. Đây. Rồi mã số 9 hôm nay cao tầm khoảng là 1m4. Tán ngang khoảng 90. Rồi hoành thân 17 luôn anh ơi. 17 quá anh. Tàn điều đấy đẹp luôn. Rồi tàn điều đấy đẹp luôn quý vị ơi. Con cây chốt nhanh chốt lẹ nha cô chú. Cái này đẹp ạ. À, tại cành nè. Đều hết ha. Đế cũng đều luôn à, tứ phía luôn, cộng bự bự không ha. Rồi giao luôn như em. Rồi cây số 9 em lưu giá 600 anh. 600 à. Dạ. Rồi xuống cây. Rồi em lên mã số 10 em, yêu đây, thương, em muốn tâm cao đây. Rồi mã số 10 em này cao tầm khoảng là 1m4 luôn. Rồi tán ngang khoảng tầm 90. Rồi quanh 17 luôn anh. 17 quanh. Tay cành đều ha. Đế cũng đều bốn mặt luôn. Đế cũng đều luôn. Đây đế nè. Rồi giao luôn như em. Rồi mã số 10 em giao lưu giá 470.000 anh. 470.000 à. Dạ. Rồi xuống cây luôn. Rồi em lên mã 11 luôn. Rồi 11. Rồi mã số 11 cao tầm khoảng 1m5. Tán ngang tầm khoảng 90. Cái rồi hoành thân 16.5 tính 16 anh ơi. Rồi tính 16 hoành ha. Rồi tay cành nè, tay cành đặt hết trơn ha, tay cành đẹp quá. Đế dưới kìa, đế còn ở dưới dây nhiều lắm cô chú. Tại mai tàn mới không thác nhiều á, mới làm lúp lúp ở trên thôi ha. Mới làm sơ rồi. Rồi giữ luôn như đây. Rồi mã 11 này em vô lưu giá 500 anh. 500 cái gì? Chỉ cành đều đế đẹp luôn. Rồi em lên mã 12 luôn. Rồi 12. Đây. 12 cao tầm 1m3, tán ngang tầm 60. Rồi hoành thân 15 anh ơi. Rồi 15 hoành. Đây, xây luôn. Xây luôn. Cái gì thích cây nào cứ alo em Giang ha. Số điện thoại của em Giang thì mình để trên tiêu đề đó quý vị. Đó, thì giá ba báo cho quý vị trên đây là bao gồm phí vận chuyển cây tới nhà quý vị luôn rồi. Nhưng quý vị để nè, tôi nở luôn cô chú ơi. Rồi giao luôn như đem. Rồi mã 12 mi lưu giá 350 anh. Rồi 350. Rồi em lên mã 13 cây luôn. Đây mã 13. Rồi mã 13 cao tầm khoảng là 1m4, tán ngang tầm khoảng 70. Rồi mình quanh thân 15 quanh. Rồi, tay cành đẹp quá ha. Tay cành cái gì? Không đều hết trơn ha. Rồi, xuống đế luôn. Đế nè. Cây nào cũng có đế nha cô chú, tại nó ẩn. Em này đế này đều nè. Ngay chỗ bên đen đen đây là còn cọng nè, đó, có gì? Đây. Lùn nó sao đây? Đó. Mình cạo ra nha. Nó đều, nói chung đều bốn mặt hết. Rồi giao luôn như em. Rồi mã số 13 em giao luôn đó 400 anh. Rồi 400. Rồi, rồi lên mã 14 luôn ha. Đây chỉ cần đều. Rồi mã số 14 em này cao 1m4 luôn, tán ngang mét. Rồi hoành thân 16 anh. Rồi 16 anh. Cái này tàn đều bự. Lá thì xanh đậm ha. Rất là dày lá ha. Đế cộng bự bự không nè. À, xung quanh mấy cọng bự là có những cái cọng nhỏ nữa ha. Nó phân bố trẻ ra mấy cái kẻ đó ha. Rồi, giao luôn như đem. Rồi, mã số 14 giao luôn 550 anh. Rồi, 550. Rồi mã số 15. 15. 15 đâu em, này sao 16 em? Rồi, 15 đâu? Ngắt tranh tấn. Rồi, mã số 16 quý vị. Mã số 16 đây ha. Thì cao tầm khoảng 1m2. Tán ngang tầm khoảng là 90 nha. Quỳnh thân 15 anh. Hoành thì 15. Rồi quý vị ngắm nghía kỹ tay cành em đó nha quý vị. À. Rồi không có đế. Cái này giao luôn như em. Cái này đế có cái cũ dạ. Mà mình làm mới cái lúp dạ. Lúp trên cái cổ luôn ha. Rồi mã số 16 em vô lô 450 anh. Rồi 450 dạ. Bao sống bao ship luôn.
Rồi, xuống rồi, cây. Rồi, mã số 17 luôn. Đây, mình có chỉ cần lực tàn đều luôn. Đếm đẹp số luôn. Số 17 này cao tầm khoảng là 1,5 m, tán ngang tầm khoảng là 90. Hai của anh. Quỳnh thân 16 anh. 16 của anh. Tàn thông không ha? Cốt thẳng lên luôn. À, tay cành đặt kẹo luôn. Nói gì nghe kỹ ha, tay cành đặt hết ha. Đế cũng đẹp luôn ha. Cũng nở luôn anh. Rồi, giao lưu như đen. Rồi, mã số 17 em giao lưu đó 500 anh. 500 được cái mai đẹp dạ luôn. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 18. Rồi, đây, 18. Một cái bự nha. Đấy, cao dữ ha. Cao hơn mấy em kia. Em này chắc khoảng 1,7 m cao nha quý vị. Rồi, tán ngang tầm 1 m ha. Rồi, quanh 19 luôn anh. Rồi, quanh cũng bự hơn mấy em kia luôn. 19 quanh luôn. Đây, đọc chủ nó nè. Cốt thẳng lên của chú. Tay cành xung quanh thì tứ diện ha. Tứ diện hết luôn. Thoát thân ở 2 tấc. Rồi, thất thân 20. Ừ. Rồi, đế đây. À, bên đây cũng còn bự ở đây bên đây nữa ha. Ừ. Tính ra cũng đều ha. Bốn mặt có đủ nè. Tay cành thì ok luôn. Rồi, giữ luôn như đem. Rồi, 18 em giữ 600 anh. Rồi, 600 ha. Dạ. Tay cành đẹp luôn. Rồi, rồi mã 19 luôn. Rồi, số 19, đây, em này cũng cao khoảng 1,7 m luôn. Rồi, tán ngang em này khoảng 80. Cái của anh. Rồi, hoành thân 17 anh. 17 của anh. Tàn thông ha. Tay cành cũng đặt kẹo luôn. À, thoát thân thấp luôn ha, tay cành đặt ha. Thân này chuyển tất. Để đây quý vị. Để đều luôn. À, để ha. Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi, mã 19 này em vô luôn 530 ngàn anh. 530 ngàn dạ, được cây mai như thế này ha. Rồi, em lên rồi, mã 20. Cây luôn. Đây. Rồi, 20. Em lùng lực luôn. 20, một em lùng lùng ha, cao chắc khoảng 1,1 m. Tán ngang thì cũng khoảng 70 ha. Rồi, hoành thân 16 anh. Rồi, 16 anh. Rồi, cái gì nhớ kỹ nha. Đây. Cành bự bự thôi ha, đều cây nè. Để cộng cũng bự luôn. Rồi, giao lưu như đem. Rồi, mã 20 em giao lưu 420 ngàn anh. 420 ngàn. Giá yêu thương luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã 21 luôn. Đây, chỉ cành đều luôn. 21. Đây. Rồi, em này cao chắc khoảng là 1,4 m nhưng quý vị. Tán ngang thì khoảng 70 ha. Rồi, hoành thân 14 anh đây. 14 hoành. Rồi, em nghe kỹ nha cái gì. À, ta cần đặt kẹo ha, đế dưới cũng xè điệu trên dưới luôn ha. Rồi, giá luôn nhiêu đem. Rồi, mã số 21 em vô giá 450 anh. 450. Dạ. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên mã 22. Rồi, 22. Đây. Này cao tầm khoảng là 1,4 m. Rồi, tán ngang tầm khoảng 70. Rồi, hoành thân 16 luôn anh. 16 của anh. Tay cành đều luôn. Thóc thân em này cho khoảng tầm 10 m ha. Đây nè. Rồi, giao luôn nhiêu đem. Rồi, mã số 22 em luôn vô đó 400 anh. 400 của gì. Rồi, em lên mã số 23. Rồi, đây một em tàn đều đấy đẹp luôn, cao luôn. Rồi, em này cao khoảng là 1,7 m. Tán ngang thì tầm khoảng 70. Rồi, hoành thân 19 luôn anh ơi. Rồi, 19 hoành. Hoành cũng bự bự hơn mấy em hồi nãy giờ ha. Cũ tới 25 luôn á. Rồi, có cái cũ tròn ở dưới 25 luôn. Tay cành nữa cái gì luôn. Đặt ha. Đặt hết trơn luôn nè. Thấp thân cũng thấp, có củ có đế luôn. Đó. À, đế nở phè ra luôn nè. Đẹp ha. Dạ. Rồi, giao lưu như em. Rồi, mã số 23 anh giao lưu với 500 anh. 500 được cái mai đẹp vậy đây. Rồi, xuống rồi, cây. Rồi, lên mã số 24 luôn. Rồi. Đây, 24 này cao tầm 1,4 m. Tán ngang tầm khoảng này chắc khoảng 90 ngàn ha. Rồi, hoành thân 17 luôn anh. 17 của anh. Đế đều vuông mặt luôn.
Vì ngắm nghía dàn xương em nó ha. Để dưới xe đẹp quá. Để đều 24 giờ luôn cô chú ơi. À, để xe đều luôn ha. Rồi vô luôn như em. Rồi mã số 24 em vô luôn giá 450 thôi cô chú ơi. Rưỡi được cái mai đẹp luôn. Rồi, rồi xuống cây. Lên mã số 25. 25 em tay cành xè ngang ha. Xương bắn ngang ha. Rồi em này cao tầm khoảng là 1m4 ha. Tán ngang tầm khoảng chắc khoảng 1m. Quần thân 17 anh. Rồi 17 của anh. Này xương ngang nha quý vị. Xương ngang về mình khỏi cần kéo ha, nó ngang sẵn rồi nè ha. Xương quá xá xương luôn nè. Để gì nghĩa ha. Rồi vô luôn như đen. Rồi mã số 25 em vô đó 480.000 anh. 480.000. Dạ. Rồi em lên mã số 26. Rồi xuống cây. Lên 26 luôn. Đây. Rồi 26 này cao tầm chắc khoảng 1m4 như quý vị. Tán ngang này khoảng 80 ha. Rồi quanh thân 17 anh. Rồi 17 quanh. Rồi tay cành luôn quý vị. Cành phân bố cũng đều nè ha. Đế cộng bự bự cũng đều bộ luôn nè. Cộng bự bự ha. Rồi vô luôn nhiêu đem. Rồi mã số 26 em vô giá 470.000 anh. 470.000. Rồi xuống lên cái số 27. Rồi 27. Đây này cao tầm khoảng là một chắc khoảng 1m3 ha. Tán ngang tầm khoảng 80 ha. Rồi thân 15 anh. 15 quanh. Tay cành xè đều. Lâu này thì tay cành rất đẹp ha. Đế cũng đẹp luôn nè chú. Để xuống đế luôn. Để tứ diện luôn. Rồi vô luôn như đây. Rồi hai số mà số 27 em vô 450 anh. 450 rồi quý vị. Dạ. Rồi rồi em lên mã 28. Rồi 28. Đây. Rồi mã 28 này cao tầm chắc cũng khoảng là 1m3 ha. Tán ngang chắc khoảng 1m. Rồi quần thân 16 anh. Rồi 16 quần. Đọc chủ đây. Rồi tay cành. Tay cành đặt hết trơn ha. Xe đều ha, tứ diện ha. Rồi để luôn. Cái gì nghĩa kỹ nha. Bên đây còn 3 cuốn cộng bự nằm bên đây đó ha. Rồi vô luôn như đen. Rồi mã số 28 nó ra blue đó 480.000 anh. Rồi 480.000. Rồi em lên mã số 29. Ok. Số 29. Đây. Rồi em này cao chắc khoảng 1m4 ha. Rồi tán ngang chắc khoảng tầm 70. Cái hoành. Rồi hoành 14 anh. 14 hoành. Rồi nghe kỹ nha. Tay cành đều ha. Lô này thì tay cành rất là đều. Quý vị có chốt hết nguyên lô có sỉ luôn nhưng quý vị có giá sỉ cho quý vị luôn. Để nè. Rồi vô luôn nhiêu đem. Mã số 29 em vô 450 anh. Rồi 450. Rồi em lên mã số 30 cũng là mã số cuối clip của em. Rồi lên cây ha. Đây một em tàng tròn. Rồi em này cao tầm khoảng là 1m35. Tán ngang tầm khoảng 70. Rồi hoành thân 15 anh. 15 hoành. Tay cành đều từ trên xuống luôn. Tứ diện luôn. Rồi giao luôn nhiêu đem. Rồi mã số 30 mà là em giao luôn giá 500 anh. 500. Dạ. Tay cành đều tứ diện luôn ha. Rồi cũng là mã số cuối rồi ha. Dạ. Rồi cuối clip bây giờ là gì muốn nói với quý vị không? Dạ cuối clip con cũng chúc cô chú anh chị một ngày mới thật là hạnh phúc và xem hết clip giúp con. Nếu mà trong quá trình xem ưng cây nào thì alo giúp em cây đó. Có alo có chốt nha cô chú. Rồi dạ. Quý vị cứ alo là chú. Có chốt cây ha. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi xin chào hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.